Xin chào cả nhà, chúc mừng năm mới. Ngày mùng 2 Tết nói câu chuyện về cổ phục, về văn hóa. Cái vạt áo phía bên trái sẽ ở trên vạt áo bên phải. Ngược lại thì nó là cách áo mặc cho người chết. Em đi du học Đức cuối cùng lại nhận ra tình yêu với phương Đông. Cái chữ bản sắc Việt đối với em nó có điều gì mới không? Đâu là cái thuần Việt khi mà chúng ta đang sống giữa một thế giới mà mọi văn hóa nó đều giao nhau? Thế nào là người Việt? Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Hey à, chào cả nhà, lại là mình Isa đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Nhện Tri Thức. Sự khởi đầu của tháng 2 và thứ tự ban đầu của 12 tháng trong năm có thể sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Tháng 2 có 28 ngày đúng không? Và 4 năm một lần, tháng 2 mới lại có 29 ngày. Ừ, đó là điều mà ai cũng biết rồi. Nhưng mà sự thật thì vì sao tháng 2 lại chỉ có 28 ngày thì bạn có biết hay không? Cho đến nay, một số giả thuyết vẫn tin rằng tháng 2 ban đầu có 29 ngày và hoàng đế Augustus đã lấy đi một ngày để thêm vào tháng 8, August. Nhưng mà rất tiếc, đó chỉ là lời đồn đoán mà thôi. Vậy sự thật là gì? Xin mời các bạn đến với lịch sử của bộ lịch Julian và vì sao tháng 2 có 28 ngày nhé. Lịch Romulus cổ đại chỉ vỏn vẹn 10 tháng. Vào khoảng năm 753 trước công nguyên, vua Romulus, người sáng lập ra thành Roma, đã thiết lập nên một bộ lịch lấy theo tên của mình dựa vào lịch mặt trăng của người Hy Lạp. Một năm của bộ lịch này chỉ kéo dài có 10 tháng, tương đương với khoảng 304 ngày một năm. Và đây là danh sách các tháng. Matthias, 31 ngày. Aprilus, 30 ngày. Maius, 31 ngày. Junius, 30 ngày. Quintilis, 31 ngày. Sextilis, 30 ngày. September, 30 ngày. October, 31 ngày. November, 30 ngày. Và December, 30 ngày. Lưu ý là ở Việt Nam, chúng ta đánh số các tháng theo thứ tự 1, 2, 3, vân vân. Còn phương Tây thời điểm đó, họ chỉ gọi các tháng theo tên riêng mà thôi. Và vào lúc đấy, sự thật là mùa đông còn không được đặt tên, xếp tháng vì chẳng mấy ai quan tâm. Dễ hiểu thôi, khi mà người làm nông thời đấy xem lịch là thời gian biểu của họ cho vụ mùa, thì mùa đông trở nên khá là vô ích và không đáng để họ tính vào. Vào năm 713 trước công nguyên, vua Numa Pompilius cho rằng điều này thật ngớ ngẩn và để giải quyết vấn đề, ông đã điều chỉnh thành loại lịch 12 tháng với chu kỳ khoảng 355 ngày, thêm vào đấy là tháng 1 và tháng 2. Và hai tháng này sẽ chỉ có 28 ngày, làm cho lịch kéo dài đủ 12 chu kỳ của mặt trăng. Tổng cộng là 354 ngày với sự xuất hiện của tháng 1 và tháng 2. Do hai tháng mới này thuộc dạng sinh sau đẻ muộn, tháng 2 lúc đó được coi là tháng cuối cùng của năm, thay vì quy ước như hiện nay là tháng 12. Chớ trêu thay, lịch của người La Mã sẽ chẳng thể hoàn tất nếu như thiếu đi các yếu tố mê tín lâu đời. Người La Mã cho rằng số chẵn không mang lại may mắn cho họ. Vì thế vua Numa đã phải cố gắng xếp sao cho tất cả các tháng đều mang số lẻ. Bài toán trở nên hóc búa hơn vì để có 355 ngày, bắt buộc phải có một tháng có ngày chẵn. Và cuối cùng tháng 2 được lựa chọn là tháng có số ngày ít nhất là 28 ngày. Cụ thể như sau. Matthias, 31 ngày. Aprilius, 29 ngày. Maius, 31 ngày. Junius, 29 ngày. Quintilis, 31 ngày. Sextilis, 29 ngày. September, 29 ngày. October, 31 ngày. November, 29 ngày. December, 29 ngày. Januarius, 29 ngày. Và Februarius, 28 ngày. Và hiển nhiên, bộ lịch 355 ngày vẫn còn quá nhiều khiếm khuyết cần phải sửa đổi. Chỉ sau vài năm áp dụng, các mùa và tháng trong năm không còn được giữ nguyên độ chính xác nữa. Và vì lý do đó, người La Mã đã quyết định cứ 2 năm lại đưa vào thêm một tháng nhuận kéo dài 27 ngày vào ngày 23 tháng 2, có tên là Mercedonius. Và những năm đó tháng 2 chỉ có 23 ngày. Và bất cập lại diễn ra với cách chữa cháy tạm thời này, khi tháng nhuận không phải lúc nào cũng có trong năm và khiến cho cách tính lịch trở nên cực kỳ rắc rối.
lịch Julian hoàn chỉnh với hoàng đế Julius Caesar. Hệ quả là việc thay đổi như trên làm việc tính lịch trở nên cực kỳ rắc rối. Đến khoảng năm 45 trước công nguyên, hoàng đế Julius Caesar đã quyết định thay đổi hệ thống tính lịch này, giữ nguyên 12 tháng nhưng mà thêm ngày và các tháng để cho 12 tháng đó trùng với chu kỳ của mặt trời. Ngoài ra, hoàng đế cũng đã đặt quy định cứ 4 năm một lần thì tháng 2 lại được cộng thêm một ngày cho phù hợp với chu kỳ của mặt trời. Tính ra khi đó là 365,25 ngày. Điều này về cơ bản khá gần với chu kỳ thật của trái đất quanh mặt trời mà hiện nay chúng ta được biết, đó là 365,2425 ngày. Và giờ đây, tháng 2 có 28 ngày và cứ 4 năm một lần, tháng 2 lại có 29 ngày. Sau đây sẽ là một số điều thú vị về ngày 29 tháng 2. Bạn sẽ là một trong 4,1 triệu người có cùng ngày sinh nhật vào ngày 29 tháng 2 trên thế giới. Một số người nổi tiếng cũng sinh vào ngày 29 tháng 2, được kể đến như là nhà soạn nhạc người Ý Gioachino Rossini. Ông là người sáng tác nên tác phẩm The Barber of Seville. Hay ngôi sao điện ảnh người Pháp nổi tiếng Michel Morgan. Và ca sĩ dòng nhạc jazz huyền thoại người Mỹ Glenn Miller. Ansoni, một thị trấn ở bang Texas, Hoa Kỳ, tự xưng là thủ đô của năm nhuận thế giới. Cứ mỗi 4 năm một lần, họ lại tổ chức lễ hội và tiệc tối cho những người có sinh nhật vào ngày này. Vào thế kỷ thứ 19, có một truyền thống hôn nhân thú vị đã trở nên rất nổi tiếng. Thông thường, đàn ông sẽ là người cầu hôn phụ nữ, nhưng vào những năm nhuận, phụ nữ sẽ được làm điều này với nam giới. Điều này bắt nguồn từ một câu chuyện. Vào thế kỷ thứ 5, khi một nữ tu sĩ người Ireland tên là Bridget đã phàn nàn với thần hộ mệnh của nước này, Thánh Patrick, về việc người phụ nữ phải đợi chờ quá lâu để nữ kia nói lời cầu hôn. Thánh Patrick sau đó đã quyết định chọn ngày 29 tháng 2 là ngày phụ nữ có thể cầu hôn với nam giới. Và những người đàn ông khi được tỏ tình, nếu không muốn nhận lấy tình cảm đó, thì phải có một món quà hồi đáp, đó là một bảng anh hoặc là tặng một tấm áo lụa xem như món quà để xoa dịu nỗi buồn cho người phụ nữ. Có vẻ hơi ít đúng không? Còn ở Đan Mạch ấy, người đàn ông khi từ chối lời tỏ tình sẽ phải tặng cho cô gái đó 12 đôi găng tay. Còn ở Phần Lan, người đàn ông phải tặng vải để phụ nữ này may váy. À, còn một điều thú vị nữa, đấy là các giải đấu thể thao lớn nhất thế giới, Olympic, cũng được chọn tổ chức vào những năm nhuận. Người ta chỉ tổ chức Olympic mùa hè và các năm nhuận, còn Olympic mùa đông thì sẽ phải tổ chức sau đó 2 năm. Còn các bạn thì sao? Các bạn có những điều thú vị gì xung quanh ngày 29 tháng 2 không? Hãy chia sẻ ở phần bình luận cho chúng mình biết nhé! Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nhé! Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại!